Quánh từ ở đây là chỉ quất vậy nè. Cầm quất vậy là quất. Đúng rồi, mình là ở trên vạt. Mình nằm ở trên vạt, mình lăn qua lăn lại là ổng đứng như hia vậy đó. Ổng cứ quất vậy nè. Là kêu cũng... Tại nó bấm trời ơi, cái này đâu quánh bằng vòng vòng nữa hả chị? Tâm không thương chứ ở lâu dài vài tháng nó cũng có tình thương. Mà... hành hạ tới bây giờ luôn. Tới giờ. Ừ, sống là về sống là hành hạ tới bây giờ luôn. Là cũng như là 18 năm luôn đó ha. 18 năm luôn đó. Hành hạ tới cỡ đó luôn đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Vĩnh Châu của Sóc Trăng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở trong một cái khuôn viên của bệnh viện. Và ngồi kế bên đây là một người mẹ cầu cứu và muốn chia sẻ lên mạng rằng con của mình đã bị hành hạ suốt 18 năm qua. Và 18 năm đó thì con của cô sống cảnh địa ngục trần gian, bị tra tấn như một thời kỳ trung cổ, mặc dù là đã sống được bốn mặt con rồi. Ngày hôm nay thì với sự bức xúc của người mẹ thì cô có muốn chia sẻ thông tin lên để cho mọi người có thể dành lại sự công bằng cho con của cô. Và sự thật cái câu chuyện đó như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng nghe cô chia sẻ về cái câu chuyện con của mình sống những cuộc sống hơn 18 năm bị tra tấn ha. Con chào cô. Thì con nhận được một cái thông tin đó là con gái của cô đang bị một người chồng của mình sinh sống trong thời gian rất là lâu, nhưng mà bị bạo hành. Vì sao là bị bạo hành như vậy hả cô ha? Vâng. Hồi lúc mà cô gả nó đi về bên chồng thì nó bị bạo hành, nó bị đánh mà nó giấu, nó đâu không có nói. Vì có con và thương con còn bé quá, rồi nó đánh đập một lần nó không thể là ít. Nó đánh một lần là cái bằng dấu vết không có tưởng tượng nổi luôn. Tới chừng sau này á, tới mà nó chịu hết nổi rồi, nó mới cầu cứu cô, nó mới kêu réo mẹ ơi, cứu con thì cô với chú đi ra. Thì đánh hả bằng cái gôi mà bằng cái cọng dây gân mà cặp vách đó, mà cọng dây gân bự lắm. Nó đánh hả chân này nè tét hết trơn, rồi cái bên hông này nè tét đường hết trơn, rồi nó đem vô nó đi trốn vô trong cái thùng phi á, mà nó không dám khóc nữa, nếu khóc nữa thì chồng nghe chồng đánh. Nó khóc nhỏ nhỏ mà cô mới vô cô ôm ra thì máu me mình mẩy hết trơn rồi. Cô chỉ lên, con ơi chết con tôi rồi, mà cô cứ vậy không, mà cô không dám nói gì hết trơn. Rồi sau này cô mới nói thôi bây giờ con ơi, nếu mà con ở không được thì con ra chính quyền con thôi. Cái nó nói mẹ ơi, con còn nhỏ quá, con bỏ con không đành, sợ sau này là có mẹ ghẻ đồ rồi hành hạ con. Thành ra thôi giờ con cũng gắng bóp bụng mà để nó hành hạ đi, rồi thương con mà để cho nó hành hạ đi. Giờ thôi chứ giờ tới đâu hay tới đó, chứ bỏ con tội nghiệp con. Đó thì giờ con nó mới trả lời vậy. Nói nếu mà nó để nó quánh con như thế này á, thì hồi đó cô có lên trình báo hết một lần. Thì công an nó mới là kêu là gia đình lại năn nỉ. Rồi gia đình cha mẹ nó thì lúc cha nó còn sống thì cha nó lại năn nỉ. Thì dòm thôi mình bỏ qua. Rồi mà bỏ qua chừng nào hả nó làm hung chừng đấy. Rồi bây giờ sao bây giờ ba nó mất rồi, bây giờ nó càng đánh nhiều. Nó nghe con mà cầu cứu mình một lần là con đánh, nó đánh con lần muốn chết, từ chết tới sống không à. Mà đợt này nó quánh nó chấn nước nhỏ dưới quánh đã, rồi nó kéo xuống dưới rồi Dũng mà nuôi xuống nó chấn nước dưới luôn đó. Mà hồi nãy là nó nói với cô là chấn nước dưới luôn. Chấn nước ở dưới Dũng nuôi tôm. Chấn nước Dũng nuôi tôm sú luôn. Rồi sau thời mai nó cào nó quấu nó leo lên được. Hồi nãy rồi ở đầu sáng á, thì cô nghe nó bấm trên cái máy á, thì nó bấm lên cái nó nói là mẹ ơi cầu cứu con. Nó đánh con tới 18 cây đòn dông lận. Rồi cô nghe vậy cô muốn xỉu không, mà cô gắng giữ bình tĩnh. Rồi cô mới bấm lại nói thôi giờ con ơi, giờ con về mẹ đặng mẹ lo cho con, để mẹ đặng mẹ cầu cứu cộng đồng mạng rồi địa phương công an giúp đỡ đặng mà lấy lại công bằng cho con. Chứ mà nếu mà con sống kiểu này á, là nó bạo hành như thế này á, rồi sau này con á, là bệnh hậu hoặc là con chết rồi ai nuôi con của con? Con mình tới bốn đứa con lận. Con muốn biết là chị tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi hả con? Bé đó tên là Nguyễn Thị Tú Quyên. Con cô á là tên Nguyễn Thị Tú Quyên. Tú Quyên. Là Uyên á. Uyên. U-Y á, là Uyên. Rồi á, năm nay nó sinh năm 88. 88, 36 tuổi. 36 tuổi. Là lập gia đình được bao nhiêu năm? Lập gia đình cái năm
không biết năm nào mà cô cũng quên nữa. Rồi nó là năm nay nó là sống với chồng đó là 18 năm đó. Sống 18 năm. 18 năm á. Là lập gia đình năm 18 tuổi. Nhà chồng xa không cô? Nhà chồng ở ngoài cầu Mỹ Thanh ngoài. Mỹ Thanh. Cách nhà cô xa không? Cách khoảng cỡ 4-5 cây số. 4-5 cây số. 4-5 cây số. Dạ. Rồi bị hành hạ là bao nhiêu năm rồi? Hành hạ là nó về là hành hạ tới bây giờ lắm. Tới bây giờ. Ừ, sống là nó về sống là hành hạ tới bây giờ luôn. Là cũng như là 18 năm luôn đó ha. 18 năm luôn đó. Hành hạ tới cỡ đó luôn đó. Rồi cô thì bây giờ cứ nói thôi, để con ơi, bây giờ nếu con ở không được thì con thôi đi. Chứ bây giờ mẹ thấy con quánh con lần đổ máu đổ mũ, mẹ đâu có chịu nổi đâu. Rồi con cứ nói thôi mẹ ơi, giờ con còn nhỏ quá, nó còn bú nữa. Rồi mẹ, rồi con không đành. Rồi rồi sau này có mẹ ghẻ hành hà con. Thôi giờ con gắng đưa cái thân cho nó đánh đi mà để nuôi con. Cho nó lớn rồi con mới tính. Mà bây giờ chịu hết 18 năm chịu, bây giờ nó chịu hết nổi rồi. Nó nói bây giờ mà nó lên tiếng, nó nói mẹ ơi con chịu hết nổi rồi. Là anh với chị có mấy người con? Quyền tới 4 đứa. 4 đứa con? 4 đứa, hai trai, hai gái. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi con? Đứa lớn nhất 18. 18 tuổi. Đứa kế thì 16. Rồi đứa kế nó học lớp 2-3 gì đó. Không biết nhiêu tuổi mà đứa bé nhỏ thì nó nói 5 tuổi. Anh với chị là đến với nhau là do duyên nợ hay là làm mai? Cái này người ta làm mai. Làm mai hả? Ừ, làm mai. 18 năm bị đòn roi như vậy luôn. Đòn 18 năm luôn. Sao chị không chịu dọn về nhà cô ở? Nó có về nhà cô hết lần. Rồi cha mẹ nó qua năn nỉ. Năn nỉ thì cũng hứa hẹn là không bạo lực nữa, không đánh nữa. Mà cuối cùng tánh nào thật nấy, cũng vậy thôi. À, cũng miễn đi ăn nhậu về một lần thì đánh nhỏ tới tấp. Ta này ăn nhậu về một lần thì nó kiếm chuyện đánh tới tấp, mà cứ làm vậy hoài đó. Nhưng mà nguyên nhân vì sao con? Có thể là do anh này ảnh xin tiền của chị để mua rượu hay là như thế nào? Không, nghe mình hỏi đợt này á, đợt này mình hỏi thì nói là về nhà con hỏi thì bắt đầu kiếm chuyện này chuyện kia, thì nói qua nói lại, nói tới nói lui rồi kiếm chuyện rồi lát đánh à. Chứ không có cái chuyện gì để nói nữa hết trơn. Rồi cô nghe nói như vậy đó, cô chịu nổi, nói là thôi giờ con kêu xe ôm đi chạy về mẹ đi, mẹ cầu cứu mọi đồng mạng với công an đặng vào cuộc, đặng lấy lợi công bằng cho con, rồi giúp đỡ cho con, chứ bây giờ cuộc sống của con như thế này làm sao được. Rồi nãy nói giờ rồi cái giờ con sao, nó nói giờ á bây giờ là thôi mẹ cầu cứu đi đặng cứu con, chứ bây giờ mình mấy con giờ nhức quá rồi, đầu con giờ quá đau, hồi nãy cái đầu giờ sưng hết trơn rồi, đầu hồi nãy giờ sưng hết trơn luôn. Rồi cái mình ngay chỗ này nè, bây giờ nó sưng lên nữa. Sưng lên quá chừng luôn. Rồi cô mới nói, bây giờ cô đề nghị giờ bác sĩ. Giờ bác sĩ là thẩm định cho cháu. Giám định thương tật. Giám định thương tật cho cháu. Chứ bây giờ là để vậy là cô không an tâm. Rồi sợ nhiều khi giờ nó xảy ra cái vết thương quá nặng rồi con mình như thế nào đây. Rồi ai chịu trách nhiệm, ai ra chịu trách nhiệm đây. Bây giờ cô cũng đề nghị cộng đồng mạng với trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho cháu. Rồi đề nghị công an vào cuộc. Để mà lo cho cháu, lấy lợi công bằng cho cháu. Chứ 18 năm nay cháu sống khổ sai, sống về bạo hành. Thằng chồng tàn nhẫn vô nhân đạo vậy rồi cô làm sao bây giờ, nếu mà cháu có bây giờ cho cháu về ngoài đó, cô đâu được an tâm. Rồi thí dụ như vợ lỡ nó đánh con mình mất, thì giờ nó vào tù hay hoặc là nó bị tử hình thì con mình đã mất một đứa rồi. Đó bây giờ cô đề nghị bây giờ bên cộng đồng mạng thì giúp đỡ cho cháu. Chứ bây giờ cô giờ đâu có biết nói sao, giờ cô cũng chân thành cảm ơn là trong nước và ngoài nước và tất cả anh em YouTube và công an chính quyền địa phương đã vào cuộc giúp đỡ cho cô được tội nguyện và lấy lại công bằng cho Nguyễn Thị Tú Yên. Mấy cháu ngoại của cô thì lúc mẹ mình bị đánh thì có vô can ngăn gì không? Nó nói là có can ngăn, mà tại sao nó nói có can ngăn, mà tại sao là đánh tới 18 cây. Nếu mà cháu lớn nó nói nó, cháu lớn nay 18 tuổi rồi, mà nếu nó vô nó căn ngăn tại sao mà đánh tới 18 cây dữ vậy? Nếu nó căn ngăn là không bao giờ đánh tới 18 cây đồng dòng dữ vậy đâu. Lần cuối cùng nhất là hiện tại là đánh 18 cây. 18 cây, nó điếm luôn. Nó là lúc đó đánh con điếm 18 cây. Nằm chịu đựng. Đó nó là chịu đựng luôn, chạy không được, chạy không khỏi. Thì hàng xóm người ta có vô can ngăn. Hàng xóm bây giờ người ta không ai dám vô hết. Người ta sợ gia đình đó chứ lắm, người ta không dám vô căn ngăn. Rồi nó kêu cô cầu cứu mà cô cũng không dám chạy ra liền nữa, chạy liền sợ nó ra lấy dao nó chém cô á. Cô đâu có dám. Bây giờ cô sợ lắm, sợ mấy cái người mà bạo lực, bạo hành lắm. Bởi vậy cô nói thôi để sáng, tới sáng đi rồi cô sẽ là cầu cứu cộng đồng mạng, công an đều vào cuộc đặng mà lấy lại công bằng cho con của cô.
Chứ bây giờ á, tội nghiệp quá trời rồi, 18 năm bạo lực bạo hành vậy rồi. Thằng này nó sống tàn nhẫn lắm mà cộng đồng mạng ơi. Bây giờ nó tàn nhẫn dữ lắm. Đây là lời chia sẻ của cô cho con để mọi người biết gặp biết rõ hơn. Vì con của cô là một nạn nhân. Nạn nhân bị đánh thì cái thật hư cái câu chuyện phải coi cái giám định của vết thương rồi vì sao để cho công an họ có thể về vào cuộc họ giải quyết để cho giảm bớt cái tình trạng như thế này. Hiện nay thì cái tình trạng sức khỏe con cô thì như thế nào ạ? Bây giờ hỏi cháu thì cháu nói giờ nó còn nó đau nhức dữ lắm. Rồi bây giờ cô cũng đề nghị bác sĩ giờ giám định cho cháu thương tật của cháu coi bao nhiêu phần trăm. Đặng mà mình cũng cầu cứu cộng đồng mạng rồi giúp đỡ cho cháu. Rồi công an địa phương đều vào cuộc để lo cho cháu cho được khỏe mạnh. Anh với chị là có giấy kết hôn không? Hồi đó anh là có làm giấy kết hôn. Cô nhớ là có làm giấy kết hôn đó. Mà không biết giấy đó giờ còn hôn thì cô không biết. Tại thời gian có 18 năm rồi. Vậy những lần đánh trước đó tại sao mà chị không chọn cái phương án là mình chia tay ly dị để mình nuôi con mình? Thì cô cũng là khuyên kêu giải thoát. Mà cháu Nguyên cứ nói là thôi bây giờ con còn nhỏ quá mẹ ơi. Bỏ con không đành. Rồi để sợ mẹ ghẻ vô rồi bạo lực bạo hành con của con. Mà thôi giờ con đưa lưng ra giờ con để chịu đòn roi đi. Đặng cứu vớt con của con. Để con của con sau này nó bạo hành con chịu không nổi. Đó, thì Uyên nó nói như vậy. Rồi cô bây giờ cô đâu biết làm sao. Giờ con nó nói như vậy rồi. Bây giờ mình đâu có biết làm sao mà nói. Chứ nếu mà mấy cái lần đó đó. Mà nếu là Quyên nó chịu đó là cô đưa lên là công an vào cuộc rồi bên cộng đồng mạng giúp đỡ cho Quyên rồi. Có cái đoạn clip nào quay lại cái cảnh anh đánh đập không? Đâu có quay lại được kịp. Con của chị á? Nó đâu có quay. Bé này nó quay quánh tới tấp làm sao nó cũng không quay được nữa. Con của chị Quyên á? Nó không có quay cái đoạn nào được hết trơn. Nó không có quay đoạn nào được hết trơn. Tại vì nó nghe ở ngoài trời nó nghe thì nó vô nhưng mà nó nói nó có căng ngăn con mẹ nó nhưng mà cuối cùng căng ngăn tại sao tới 18 cây đòn dông. Chắc có lẽ là do sự đe dọa của người cha nữa. Đúng rồi. Nếu mà nó căng làm sao mà đánh tới 18 cây đòn dông. Dạ. Bà bé nó 18 tuổi rồi chứ đâu phải còn nhỏ mà nó căng ngăn không được. Dạ. Con muốn biết là hàng ngày cái công việc của anh với chị là làm công việc gì? Thằng chồng nó thì nuôi tôm cũng nuôi nhỏ lẻ ít. Còn nhỏ này á, thì nuôi thì bán trái cây mà tiền bạc á, thì không được giữ. Bán trái cây thì nhỏ gái đem về cho cha nó giữ. Còn nhỏ này bán một ngày được có 30 ổ bánh mì rồi với thêm 10 gói xôi hà. Mà bán vậy đó đặng mà gom góp lại đặng nuôi con. Mà nuôi khi thì đủ khi thiếu. Khổ lắm em ơi. Nuôi mà bốn đứa con rồi thêm con mẹ chồng nữa. Mẹ chồng bây giờ là bệnh tật nữa, bệnh kêu bằng tai biến nữa. Rồi làm sao mà lo nổi được cho cha mẹ. Mà cũng cố gắng mà lo cho mẹ chồng đó, rồi lo cho con như vậy mà chồng nó tàn nhẫn tới cỡ mức độ đó đó. Rồi bây giờ cô cũng cầu cứu rồi là cộng đồng mạng đi trong nước và ngoài nước gắng giúp đỡ cho em nó. Rồi chính quyền địa phương công an vào cuộc bây giờ là phải là có biện pháp nào mà để xử lý thằng chồng đó thôi. Chồng đó là tên trơn đó. Dạ, bây giờ con muốn hỏi thêm một cái vấn đề như thế này không? Là bị đánh thì tối là chạy về nhà cô luôn hả? Không, bị đánh rồi là nó chạy ra cái chỗ mà nó thuê, nó mướn, nó bán trái cây với bán bánh mì đó. Là nó ở ngoài đó, nó trốn rồi đó. Nó khóa cửa, nó trốn trong đó. Dạ, khóa cửa trốn rồi đó. Khóa cửa trốn đó. À, rồi khóa cửa trốn rồi đó, sáng ngày sau thì mới... Sáng lại nó báo cho mẹ hay. Dạ. Nó là mẹ ơi cứu con. Con bây giờ con bị đánh 18 cây đòn dông rồi, con chịu hết nổi. Dạ. Rồi mới kêu nó, kêu xe ôm, kêu cho ôm trở về. Chứ bây giờ cô ra ngoài, cô qua ngoài không được nữa. Ra ngoài sợ nó thấy rồi bắt đầu nó xách dao ngược mình không biết đường nào chạy đỡ nữa. Thằng nó bạo lực đó. Thôi bây giờ con đốc suối con của mình chia tay không? Không, hồi đó giờ thì cũng khuyên thôi. À. Khuyên nói rồi con ơi bây giờ nếu ở được thì con ở. Con ở không được thì con thôi. Chứ bây giờ mẹ thấy đánh con như thế này là mẹ chịu không hết nổi rồi. Mẹ nhìn mẹ còn chịu không nổi làm sao mà cái thân nó đánh thân con thân tàn ma dại như vậy mà mẹ chịu nổi. Đó thì cô chỉ khuyên con thôi chứ còn không bao giờ xúi con chia tay. Lần này những lần trước đó thì cô có trình báo với lại công an không? Có trình báo một lần thì công an có là mời thằng đó vô phường giải quyết hết lần. Thì nó năn nỉ, nó cũng hứa hẹn.
mà nó hứa rồi thì tánh nào thật đấy, về cũng giờ cũng đánh dài dài tới giờ luôn chứ không ngừng. Người ta thường nói là có một cái nguyên nhân gì đó mới đánh, hoặc là anh này anh có rượu anh không có kiềm chế được, bình tĩnh thì anh có đánh hay là thương vợ không? Nói bình tĩnh thì chửi không à, bình tĩnh thì chửi mà có rượu vô là đánh. Bình tĩnh là chửi? Bình tĩnh là chửi, còn có rượu vô là đánh. Nhưng mà trước đó là anh với chị có những cái mâu thuẫn gì dữ không? Không, không có. Tại vì Quyên á tối ngày là lo buôn bán không à, bán từ sáng tới chiều, rồi chiều mới về nhà. Mà thằng này thì ở trong nhà cũng nuôi tôm lẻ lẻ ít đỉnh vậy thôi, nuôi đặng là để nuôi con đó. Rồi bắt đầu cũng như là ban ngày thì nó cũng lo cho nó cũng nuôi xú vậy đó. Rồi tới tối thì nó đi nhậu, nó nhậu về nó quánh nửa đêm không à. Nó đánh thì giờ đó không đó. 18 năm là bị đánh, đúng 18 năm luôn. Đúng 18 năm. Con không hiểu là tại sao. Có tháng nó quánh 2-3 lần nữa. Tại sao bị đánh như vậy mà chị lại để cho mình có con với anh là đến 4 người đâu? Cha mẹ chồng nó nói vậy nè, nói thôi bây giờ á cha mẹ còn khỏe, bây giờ con cứ sanh đi, sanh rồi cha mẹ mà lo cho lo được. Thôi mà cứ sanh đứa hai đứa đi, chứ có hai đứa con ít quá. Mẹ chồng với cha chồng nói vậy đó. Dạ. Thành ra nhỏ này nghe lời cứ sanh tới. Dạ. Rồi sanh được 4 đứa. Rồi cô mới la quá trời, cô la thôi bây giờ không sanh nữa, ngăn. Cô ngăn đó, cô không cho nó sanh nữa. Các đứa bé nó có được đi học hết không cô? Đứa nhỏ thì 5 tuổi chưa có vô lớp lá, năm nay mới vô lớp lá. Rồi con đứa kế thì học lớp 2, lớp 3 gì đó. Rồi nhỏ 16 thì nghe nó học lớp 9, lớp 10 gì đó. Còn cái thằng 18 tuổi thì năm nay học lớp 11, 12 gì đó. Hôm nay thì qua thứ phim này là cô có nhờ sự chia sẻ của anh em của tụi con để cho cộng đồng mạng biết về cái tình hình của chị. Và cô muốn nhờ cộng đồng mạng can thiệp vào cái vấn đề này. Vậy thì bản thân của cô đã cũng như là chị đã có những cái dự tính gì cho cái thời gian sắp tới cho chị cho có một cái cuộc sống tốt hơn không? Bây giờ là cô cũng là cầu cứu, là cũng đề nghị cộng đồng mạng, cầu cứu cộng đồng mạng và anh em là trong nước ngoài nước, rồi công an vào cuộc để giúp đỡ cho em nó, là lo cho cuộc sống cho gia đình nó rồi 4 đứa con. Chứ bây giờ 4 đứa con giờ nếu mà thằng chồng nó mà bây giờ nó thẩm định đó là giám định đó là bao nhiêu phần trăm, thì nếu mà trường hợp chồng nó ở tù thì bây giờ cũng như anh em bên YouTube, cộng đồng mạng hay là anh em trong nước ngoài nước thì công an cũng giúp đỡ cho 4 đứa con đó để sống. Chứ bây giờ là 4 đứa giờ chuẩn bị đi học hết trơn. Rồi một mình Quyên bây giờ Quyên đang nằm bệnh nữa, vậy làm sao lo cho mấy đứa nhỏ nổi. Có nghĩa là cô suy nghĩ là như thế này, khi mà đưa lên một cái vấn đề này ra thì nhất định thì công an cũng sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ. Và khi đó thì có thể là chị sẽ mang một cái vết thương nè, rồi điều trị bệnh. Anh thì có thể là vô tù. Đúng. Còn 4 đứa con thì nó rất là nhỏ, nên nhờ sự hỗ trợ một cộng đồng mạng để có thể tiếp sức chung tay để mà nuôi dưỡng các đứa bé. Đó, đó cô đề nghị như vậy. Bởi vì bây giờ 4 đứa nó là vào trường học hết rồi. Đó là cô đề nghị như vậy. Được 3 đứa đi học. 3 đứa đi học, bây giờ bé nhỏ năm nay là vào mẫu giáo. Đứa bé năm nay 5 tuổi rồi. Đứa lớn là 18 tuổi là học 12 rồi. Đứa lớn năm nay là vào 12 nè, đang 11 rồi sắp sửa lên 12. Là trai hay là gái? Con trai. Còn bé gái năm nay 16, năm nay là vào học 10 là 11 gì đó. Vậy thì khi mà mỗi lần mà về ngoại chơi thì các bé nó có thuật lại cái câu chuyện ba nó ám ảnh khi mà ba nó đánh mẹ nó không? Ba nó cấm đứt là 4 đứa không cho đứa nào về ngoại hết. Ba nó cấm, không cho đứa nào về ngoại hết. Cấm đứt luôn đó, là không cho luôn. Không cho về ngoại? Không, là không cho nhìn bên ngoại luôn. Nó đánh nó bạo hành như vậy đó mà nó không cho về ngoại. Nó sợ về ngoại chắc có thể là 4 đứa này học lại với ngoại. Đó, thành ra nó cấm đứt luôn, không cho về đây đâu. Vậy thì tại cô có hỏi là tại sao lại cấm không cho về ngoại? Đâu có đến nhà nó mà hỏi. Cô có thể nói là từ nhà cô đến anh đó là bao nhiêu cây ta? 4-5 cây. 4-5 cây gần mà cô chạy ngang có thăm cháu ngoại mình được không? Nhưng mà không dám vào đó. Cái thằng chồng nó bạo lực, nó không có, cũng như nó dặn nó không có thích ông vợ bà vợ đó. Nó không muốn mình đó là qua lại với nó để biết cái cuộc sống của nó là nó bạo hành vợ nó vậy. Nó không cho mình biết. Nó như vậy đó. Thật ra đây là một cái chuyện rất là tế nhị, là một cái chuyện của gia đình của cô. Cô muốn chia sẻ thì tụi con sẽ chia sẻ tiếp này lên để cho có thể là cảnh tỉnh mọi người.
về cái trường hợp là bạo lực gia đình để có một cái tiếng nói để giành lại một cái sự công bằng nào đó. Và đây là những lời chia sẻ mà những người trong cuộc, và con cô chính là một nạn nhân, thì con sẽ chia sẻ đoạn clip này lên để cho mọi người có thể là những người mà bị trường hợp tương tự trước đó, giống như là chị Giao nè, chị Giao ở Kiên Giang nè, thì có một cái tiếng nói để giành lại sự công bằng, ít ra thì cho một người phụ nữ có một cái sự công bằng trong trong gia đình. Và con chắc có lẽ là cho mọi người xem cái vết thương của chị để như thế nào, để mọi người có thể hình dung tưởng tượng là những cái đòn roi mà khi mà chị bị người chồng hành hạ là như thế nào hay cô ha. Rồi, chắc rồi. Bây giờ thì chắc chị cũng có thể là ăn cơm xong rồi. Thôi bây giờ cũng cảm ơn là cộng đồng mạng, rồi anh em YouTube là trong nước và ngoài nước là giúp đỡ cho Quyên được, thì cô rất là cảm ơn. Cô xin chân thành cảm tạ, cảm ơn luôn. Cảm ơn.